Thi Nhung và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang theo dõi phần tin 24 giờ qua và sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu cho phần tin 24 giờ là các bản tin liên quan trên thế giới. Có thêm nhiều người sống sót được giải cứu khỏi một chiếc phà bị chìm tại Tanzania. Truyền thông quốc gia loan báo các thợ lặn vừa mới giải cứu một người đàn ông may mắn sống sót ra khỏi chiếc phà bị chìm trên hồ Victoria của Tanzania vào ngày Chủ nhật 23 tháng 9, 3 ngày sau khi chiếc phà gặp nạn khiến cho ít nhất 218 người tử vong. Các thợ lặn do lực lượng hải quân quốc gia phái đến đã nối lại sứ mệnh giải cứu bên trong xác phà MC Nieres sau khi nghe được một vài tiếng động của sự sống. Sau khi trục vớt lên bờ, nạn nhân đã ngay lập tức được đưa vào bệnh viện lân cận để cấp cứu. Trong suốt một ngày qua, rất nhiều thi thể đã bắt đầu nổi lên trên mặt nước. Do đó, giới chức trách cho rằng số người bị thiệt mạng có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong vài ngày tới đây. Ước tính ban đầu cho biết có khoảng 300 người đã có mặt trên phà vào thời điểm xảy ra tai nạn thương tâm. Tổng thống Tanzania John Magufuli vào hôm thứ Sáu tuần trước đã ban hành sắc lệnh truy nã tất cả những người có liên quan đến vụ chìm phà. Hàng ngàn người biểu tình kêu gọi bình đẳng thu nhập cho nữ giới tại Thụy Sĩ. Thưa quý vị, hàng ngàn cư dân bản xứ đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Bern của Thụy Sĩ vào hồi cuối tuần qua để yêu cầu chính phủ ban hành chính sách bình đẳng thu nhập đối với nữ giới, cũng như lên án tình trạng kỳ thị giới tính đang hiện hữu trong xã hội hiện nay. Phong trào tuần hành nêu trên diễn ra trước thềm cuộc tranh luận gay gắt trong Quốc hội liên quan tới đề nghị kiểm soát khoảng cách thu nhập giữa đàn ông và phụ nữ tại các công ty có trên 100 nhân viên. Cuộc biểu tình đã được hơn 40 tổ chức và liên đoàn lao động đứng ra kêu gọi, lấp đầy công trường Federal Square. Dự luật bình đẳng thu nhập nếu như được thông qua sẽ yêu cầu tất cả các công ty có trên 100 nhân viên tại Thụy Sĩ phải cung cấp bản phân tích mức lương mỗi 4 năm một lần để ngăn chặn tình trạng phân biệt đối xử trong việc trả lương giữa phái nữ và phái nam. 5 người bị thiệt mạng trong trận lũ lụt ở Tunisia. Thưa quý vị, lũ lụt nghiêm trọng tại tỉnh Nabil của Tunisia vào hồi cuối tuần qua đã cướp đi sinh mạng của ít nhất là 5 cư dân bản xứ, trong bối cảnh đây được xem là trận lũ lớn nhất từng ghi nhận xảy ra trong lịch sử quốc gia này, thể theo tuyên bố của Thủ tướng Tunisia Youssef Chahed. Hãng thông tấn Tunis Afrique Press vào ngày Chủ nhật 23 tháng 9 cho biết, một người trong số các nạn nhân đã bị điện giật chết trong khi 4 người khác bị nước lũ cuốn trôi. Các ngã đường ra vào trong khu vực đều đã bị hư hại và nhiều ngôi nhà bị lũ lụt nhấn chìm. Những hình ảnh do chính quyền địa phương cung cấp đã chụp lại cảnh tượng các chiếc xe nằm chất đống lên nhau. Hiện tại, chính phủ Tunisia đang hợp tác với cơ quan cứu nạn để sớm mở lại các con đường, cũng như thẩm định mức độ thiệt hại của trận thiên tai. Nhiều trường học ở mạng đông bắc Tunisia, tất cả đều bị đóng cửa cho đến ngày thứ Ba 25 tháng 9 tới đây. Phe ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công khủng bố ở Iran. Hãng thông tấn Amas của nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS vào hôm Chủ nhật 23 tháng 9 đã phát hành một đoạn video quay lại cảnh tượng 3 người đàn ông không rõ danh tính đang trên đường tiến hành vụ tấn công khủng bố nhằm mục tiêu vào màn duyệt binh quân sự của Iran, khiến cho ít nhất là 25 người bị thiệt mạng, bao gồm nhiều phụ nữ và trẻ em. Một người trong số này đã được nhìn thấy đội nón kết hình logo của lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Trong video, ba đương sự đang thảo luận âm mưu tiến hành vụ tấn công đẫm máu này. Không chỉ có phe ISIS, phong trào nổi dậy Avaaz National Resistance, vốn có chủ trương thành lập một quốc gia tự trị ở tỉnh Khuzestan, cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm tiến hành vụ tấn công này. Chính phủ Iran trước đó đã cáo buộc các quốc gia trong vùng vịnh Ả Rập là người hỗ trợ cho các tay súng, trong bối cảnh họ và Hoa Kỳ đang muốn cô lập Tehran. Thưa quý vị, giám mục bị kết tội tấn công tình dục không được phép tại ngoại hầu tra tại Ấn Độ. Một vị đức giám mục của Giáo hội Công giáo La Mã vốn đang bị cáo buộc tội danh cưỡng hiếp nữ tu tại tiểu bang Kerala, thuộc mạng Nam Ấn Độ, đã không được tòa án cho phép nộp tiền bảo lãnh tại ngoại hầu tra.
Truyền thông địa phương cho biết giám mục Franco Mulacha, người đứng đầu giáo phận Jalanha, đã bị bắt vào ngày thứ Sáu 21 tháng 9 tuần trước, một ngày sau khi Tòa Thánh Vatican chấp nhận thư xin tạm thời từ chức của ông ta. Trong những buổi phỏng vấn trước đây cùng báo giới, ông Mulacha từng nhiều lần bác bỏ tội trạng này. Nữ tu bị hại cũng đã công khai chỉ chứng Đức Giám mục Franco Mulacha hành vi tấn công tình dục trong suốt khoảng thời gian kéo dài 2 năm, bắt đầu từ tháng 5 năm 2014. Bà cũng đã gửi thư khẩn xin Đức Giáo hoàng Francis trừng phạt ông Mulacha. Vụ bắt giữ nêu trên đã diễn ra ngay vào thời điểm cộng đồng Thiên Chúa giáo đang phải đối mặt với hàng loạt các vụ bê bối tai tiếng. Vào tháng trước đã có 5 vị linh mục bị bắt vì tội cưỡng dâm. Hỏa diệm sơn Anak Krakatoa của Indonesia phun trào tro bụi. Thưa quý vị, hỏa diệm sơn Anak Krakatoa của Indonesia đã vừa hoạt động trở lại vào hồi cuối tuần, khiến cho nhiều luồng nham thạch và tro bụi bốc cao lên không trung, sau đó thắp sáng cả bầu trời đêm. Anak Krakatoa trong tiếng địa phương có nghĩa là Trials of Krakatoa. Ngọn núi này đã phun trào ít nhất là 44 lần, chỉ tính riêng trong vòng một tuần lễ vừa qua. Cơ quan khảo sát địa chất quốc gia nói rằng, hàng không mẫu hạm JS Kaga của Nhật Bản đã tiếp xúc với tác động của núi lửa sau khi vừa rời khỏi thủ đô Jakarta. Mọi hoạt động tại phi trường vẫn không bị gián đoạn và lệnh di tản khẩn cấp cũng không được ban hành. Được biết, hỏa diệm sơn này tọa lạc trên eo biển Sunda giữa hai hòn đảo Java và Sumatra. Vào năm 1883, một đợt phun trào tại đây đã cướp đi sinh mạng của hơn 35.000 người. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin 24 giờ qua cùng với Thiện Hạnh và Thi Nhung. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ và đời sống sau một vài thông tin thương mại.